Chào mừng các bạn đã đến với LTG, mình là Phương Di. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với nội dung của Tây Hành Kỳ phần 8 tập 30. Các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ LTG nhé. Ngao Dạ há mồm, bất ngờ hét lớn: "Đại Pháp Sư!" Rồi nó cầm tay ôm cổ, nó hét lớn: "Đại Pháp Sư, còn đau quá!" Rồi cơ thể nó dần dần phình lớn. Thế vậy Đường Tam Tạng nói: "Có chuyện gì xảy ra thế?" Ngao Dạ hét lớn: "Đại Pháp Sư, cứu con, cơ thể con sắp nổ tung!" Những giọt máu từ cơ thể của Ngao Dạ chảy xuống dưới đất. Khi nó chạm đất, xuất hiện những cành cây nhỏ mọc lên. Quay trở lại với địa ngục tầng thứ 19, Ngộ Không lúc này nói: "Ngộ Không, tên con phá được cái giới Minh Vương, sư phụ gợi ý thêm có được không?" Đường Tam Tạng nói: "Có tức là vô, vô tức là có. Ngộ Không là không ngộ, ngộ không là ngộ không, ngộ không thật sự là ngộ không." Ngộ Không đứng lên và nói: "Sư phụ đừng nói nữa, người càng nói con càng hồ đồ." Lúc này Địa Tạng Vương xuất hiện trước mặt Ngộ Không và nói: "Tôn Ngộ Không, ngươi đang làm gì thế?" Ngộ Không quay sang nói: "Câm mồm, ngươi không thấy ta đang nói chuyện với sư phụ sao?" Địa Tạng Vương đứng sau Ngộ Không và nói: "Sư phụ ngươi ở đâu?" "Tôn Ngộ Không, từ khi ta luyện thành U Minh Kết Giới, cho dù là đại thần hay đại yêu, chưa có một ai ra được. Ngươi cũng không ngoại lệ." Tôn Ngộ Không nói: "Tên ta là Ngộ Không, tại sao sư phụ nói Ngộ Không không phải là Ngộ Không?" Ngộ Không hét lớn nói: "Ngộ Không không phải là Ngộ Không, tại sao sư phụ nói Ngộ Không mới thật sự là Ngộ Không? Hỗn loạn quá đi mất." Rồi nó vung gậy đập thẳng xuống đất và nói: "Nghĩ không thông, đúng là nghĩ không thông, tại sao lại là Ngộ Không? Ngộ Không, Ngộ Không, sư phụ đang muốn nói gì thế? Đau đầu quá." Lúc này từ dưới mặt đất xuất hiện một dòng chữ. Lúc này một Ngộ Không lao tới nói: "Đau đầu, để ta giúp người giảm đau." Rồi nó vung gậy thẳng vào đầu Ngộ Không. Đó chính là Địa Tạng Vương hóa hình. Nó hỏi: "Còn đau không?" Ngộ Không nói: "Vẫn còn đau, ngươi là Ngộ Không, nhưng ngươi vẫn không phải là Ngộ Không." Đánh tiếp, đánh nát ngươi thành từng mảnh. Rồi Ngộ Không giả là Địa Tạng Vương vung kim cô bổng lên đánh thẳng về phía Ngộ Không thật. Lúc này Ngộ Không giơ một bàn tay đón đỡ kim cô bổng khổng lồ của tên Ngộ Không giả và nói: "Sư phụ, con hiểu rồi, người muốn nói với con là những gì con thấy ngỡ là thật nhưng thật ra đều là giả. Ý nghĩa của Ngộ Không là giác ngộ, không là gì, có chính là vô, chính là ý này. Chỉ cần xem kết giới Minh Vương là nhất thiên giai không, ta sẽ đánh bại được ông." Địa Tạng Vương hóa thân thành Ngộ Không nói: "Không đơn giản thế đâu, ta chính là vua ở nơi này. Tất cả thứ ta sáng tạo ra, người mãi mãi không xem nó là không được." Lúc này thân thể Địa Tạng Vương biến mất, nó truyền tin cho Ngộ Không rằng: "Không tin, ta chứng minh cho người xem." Rồi xung quanh Ngộ Không xuất hiện một cơn lốc lửa. Từ sau lưng Ngộ Không xuất hiện một quả cầu lửa hỏa lưu tinh to lớn lao tới tấn công. Thay thế Ngộ Không vùng gậy chọc thẳng vào hỏa lưu tinh, nó hét lớn: "Nát ta nào!" Quả cầu hỏa lưu tinh đã bẻ nát, nhưng những mảnh vỡ vụn từ hỏa lưu tinh đã bay tới cơ thể của Ngộ Không. Địa Tạng Vương nói: "Tôn Ngộ Không, cảm nhận được đau đớn rồi chứ? Nếm mùi hỏa lưu tinh thiêu đốt đi." Nhưng mà một viên thì không đủ. Rồi từ trên thiên không xuất hiện vô vàn những quả cầu hỏa lưu tinh, nó lao tới tấn công Ngộ Không. Thay vậy Ngộ Không giơ tay tính đón đỡ, nó nói: "Rõ ràng mọi thứ là không, nhưng Minh Vương kết giới cho ta cảm giác rất thật. Rốt cuộc làm thế nào mới đạt được nhất thiên giai không?" Ngay lúc này, từ địa ngục tầng thứ 19, Ngộ Không đã xuất hiện ở Hoa Quả Sơn. Có một bầy khỉ vây xung quanh, quỳ gục và nói: "Tham kiến Đại Vương, bọn con nhớ Đại Vương quá." Rồi chúng lao tới vây kín Ngộ Không. Một con khỉ lao tới ôm cổ Ngộ Không và nói: "Đại Vương, ngài về Hoa Quả Sơn cùng chơi với bọn con đi." Rồi bất chợt bầy khỉ vung đao đâm vào cơ thể Ngộ Không. Con thì dùng răng sắc cắn vào da thịt. Ngộ Không hét lớn: "Cút hết cho ta." Rồi nó xuất lực đánh bay đám khỉ. Nó vung gậy lên và nói: "Bọn ngươi dám đối với ta như thế sao?" Nhưng nó vung gậy được một nửa thì dừng lại. Nó nói: "Đừng ép ta ra tay." Rồi Ngộ Không vung gậy đánh loạn xạ. Ngay lúc này Hoa Quả Sơn đã biến mất. Quay trở lại với địa ngục tầng thứ 19, Địa Tạng Vương xuất hiện và nói: "Hi hi, Ngộ Không, ngươi nói chỉ cần Ngộ Không là phá được kết giới Minh Vương của ta." Ngộ Không lúc này ngồi xuống, đặt gậy xuống đất và nói: "Ta không đánh nữa." Thay thế Địa Tạng Vương liền nói: "Ngươi tí nữa là nghĩ thông, xin ngươi đấy, tốn thêm thời gian suy nghĩ được không?" Ngộ Không nói: "Rốt cuộc là ông hy vọng ta thắng hay thua?" Địa Tạng Vương nói: "Ta dĩ nhiên là hy vọng người thắng." Ngộ Không nói: "Địa Tạng Vương, ông đang nói điên gì thế? Ông khùng thật rồi sao?" Quay trở lại với cuộc chiến giữa Như Lai và Thiên Binh Thiên Giới. Đền Nhật Nguyệt Minh Vương đặt tay lên trán và nói: "Thôi được, hai người đã không có quan hệ gì. Vậy giết đi Đại Địa Huyết Linh sau lưng chứng minh ông trong sạch đi." Như Lai nói: "Chính tả bất lưỡng lập, Đại Địa Huyết Linh ta nhất định sẽ giết. Nhưng bây giờ giết ông ta không khác gì giết cả Sa Tâm." Nhật Nguyệt Minh Vương nói: "Toàn là nói nhảm, bắt lại cho ta."
Thiên Bình hét lớn, tuân lệnh. Lúc này phía trong cầu nước, đại địa huyết linh truyền âm với Như Lai. Như Lai, ta cần nửa thời thần mới bức hết xá lợi ma của sát tâm ra. Ông phải hộ pháp cho ta, nếu không bao công sức đổ sông đổ bể. Nghe vậy Như Lai quay sang nói với Thiên Bình thần tướng. Một đời Như Lai không cầu gì người khác, nhưng lúc này lấy mạng ra đặt. Chỉ cần các vị tạm đợi nửa thời thần sau, Như Lai mặc các vị xử trí, tuyệt không đánh trả. Nhật Nguyệt Minh Vương nói, cứu người như cứu hỏa, nửa thời thần sau, sát tâm đại thần có khả năng đã bị đại địa huyết linh mà hóa. Trách nhiệm này ai gánh nổi, đừng nghe Như Lai nói, bắt lại cho ta. Như Lai nói tiếp, thôi được, ngươi đã không chịu nghe ta khuyên, vậy Như Lai hôm nay chỉ còn cách đại khai sát giới. Phía trước, Đông Phương Tướng Quân, Tri Quốc Thiên Vương tiến tới phía trước nói, câu đại khai sát giới phải do ta nói mới đúng. Như Lai đặt tay lên trán và nói, vậy thì bắt đầu từ ông. Tri Quốc Thiên Vương bắt đầu hóa thành cơ thể cường tráng, ông lao tới xuất thần lực và nói, Như Lai, ông 3 lần 4 lượt đối lập thiên giới, đúng là tội không tha được, để lão phu đánh nát ông ra. Rồi Tri Quốc lao tới, Như Lai thấy thế ngồi xuống đất, bắt đầu nhập thiền. Tri Quốc lúc này đã tiến tới trước mặt Như Lai, xuất ra thập dương phần thiên. Như Lai nhắm mắt và nói, yếu nhất là đệ thập dương, rồi ông vung một quyền thẳng vào bụng của Tri Quốc Thiên Vương. Chúng ta lại đến với âm gian. Địa Tạng Vương nói, ta nói lại lần nữa, ta hy vọng người thắng, nhưng ta không muốn cố ý thua người. Ngộ Không ngồi dưới đất và nói, không biết ông đang nói gì nữa. Địa Tạng Vương giơ tay lên và nói, không hiểu sao, ta cho ngươi xem thứ này. Lúc này nước màu đỏ từ dưới lòng huyết hà bắt đầu dao động. Nó bay lên tạo thành một biển máu xuất hiện xung quanh Ngộ Không. Rồi từ dưới huyết hà xuất hiện những xúc tu khổng lồ, chúng vây quanh Ngộ Không. Thấy vậy Ngộ Không nói, lại giờ cho gì nữa đây, là quái vật gì thế này? Địa Tạng Vương nói, đây là Minh Vương Thánh Quyền, thánh điện trí cao vô thượng ở minh giới. Nó ghi chép 9 bí mật lớn nhất ở âm giới. Ngộ Không nói, rõ ràng đây là con yêu quái bạch tuộc, ông lại nói nó là thánh quyền. Địa Tạng Vương giơ tay lên và nói, Phật pháp vô biên, trừ vật vô tướng, ta nói nó là gì thì là đó. Nói xong câu đó, Địa Tạng Vương hạ lệnh, xúc tu của quái vật bắt đầu tập trung một chỗ, rồi từ từ xuất hiện trên tay Địa Tạng Vương là một quyển trục, đó chính là Minh Vương Thánh Quyền. Cầm thánh quyền, Địa Tạng Vương nói, nhìn đi, đây là Minh Vương Thánh Quyền, bí mật ở trang cuối cùng. Đại kiếp âm giới sẽ giáng lâm, cần tìm một người phá được kết giới Minh Vương, nếu không âm giới sẽ diệt vong. Ngộ Không khoanh tay và nói, người ông cần tìm không phải ta, và lại âm giới diệt vong có liên quan gì tới ta cơ chứ? Địa Tạng Vương giở quyền trục ra và nói, Tôn Ngộ Không, đại kiếp âm giới sẽ chấn động cả thiên giới, nhân giới. Lúc đó quần ma loạn vũ, bách quỷ hoành hành, tam giới sẽ rơi vào hỗn loạn. Ngộ Không nghe vậy nói tiếp, ta cũng muốn giúp ông, cũng muốn thoát khỏi kết giới Minh Vương. Tiếc là ta chưa thể Ngộ Không. Nghe vậy Địa Tạng Vương bay tới trước mặt Ngộ Không và nói, thối nát, Tôn Ngộ Không, linh hồn của ngươi đã bắt đầu mục rữa. Nghe vậy Ngộ Không nói, xem ra ba thời thần luân hồi sư cho ta đã đến, ta sắp biến thành linh hồn mục rữa. Ngay lúc này có tiếng nói, hầu tử đại vương, Ngộ Không ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là Tố Y, Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tĩnh, Ba Giới và Ngưu Tiểu Muội. Ngộ Không thấy thế nói, nghe nói khi sinh mệnh kết thúc sẽ gặp lại người muốn gặp. Tố Y tiến tới gần Ngộ Không và nói, Ngộ Không, muội nhớ huynh lắm. Thì lúc này Ngưu Tiểu Muội đã lao tới vả cho Ngộ Không một phát, rồi xuất quyền về phía Tố Y. Ngay lúc này tất cả bóng hình đều đã biến mất. Kết thúc nội dung của tập ngày hôm nay, LTG cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cũng đừng quên để lại một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ LTG nhé. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.